nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng tôi chào tái ngộ đến quý vị và các bạn đến với phần 2 của chương trình trong Phaolô mới TV. Và giờ đây xin chúng ta hát bài hát Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đi đâu? Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu, mang tin mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi chào đón một vị khách quý, đó là cha Mike Đinh Minh Hùng, là một cha truyền giáo dòng Marino mà có cơ sở và nhà dòng ở bên New York. Phải không, cha Hùng? Vâng, xin cha bắt đầu giới thiệu cuộc hành trình truyền giáo của cha một cách tổng quát cho quý ông bà anh chị em cùng được biết. Cảm ơn cha Thái và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thì tôi bắt đầu đời sống truyền giáo thì cách đây 8 năm đi qua, trước tiên là qua nước Sudan được chừng vài ba tháng. Lúc đó đang đánh nhau đó là, nóng bỏng lắm. Lúc đó là chưa đánh nhau nhưng mà nó là đang là vẫn còn nóng bỏng, là ở cái vùng Nuba Mountain, là vùng núi Nuba đó. Thì họ cũng lâu lâu cũng ném bom một cái nhưng mà cũng là đang trong cái thời gian mà gọi là hòa bình, để chuẩn bị cho cái bầu cử, chuẩn bị cho cái việc mà bầu cử là chia ra hai nước đó, miền Sudan với lại Nam Sudan. Thì cũng có cái cơ hội được nếm thử chút xíu cái cuộc sống ở bên đó rất là khó khăn. Vậy nhưng mà sau đó thì nhà dòng sợ là ở bên đó một mình thì không có tốt, nguy hiểm, không có cái nâng đỡ nhau, cho nên nhà dòng mới gửi tôi qua nước Tanzania, bên cạnh nước Kenya đó, ở vùng đông bắc Phi Châu. Thì tôi làm việc ở bên đó. Công việc thì tôi thích là làm việc ở cái vùng miền quê, cho nên ở cái địa phận Shinyanga. Và ở bên đó nước cái vùng đó thì nó không có điện, đường xá thì cũng vẫn còn thô sơ như bụi đất thôi. Hiện nay thì tôi coi cái giáo xứ này, giáo xứ truyền giáo, cho nên nó khác với cái giáo xứ ở bên này của chúng ta, là nó gồm có 37 cái giáo điểm,
37 giáo điểm đây là 37 cái nhà thờ, gần như là 37 cái làng. Dạ, 37 cái làng đó. Mà thì, có một mình cha thôi. Mình với lại một cha người địa phương thuộc địa phận Shinyanga, người Tanzania. Đó thì đi như vậy. Rồi thì thí dụ như khi mà dân lễ này kia đâu có phải dễ dàng mà như chúng ta ở đây mà dân lễ, nên mỗi lần đi làm lễ thì lái xe từ nhà thờ, từ chỗ nhà xứ mà đi thì khoảng gần nhất là khoảng 10 cây số, xa nhất đường thì khoảng đường đất, xa gần nhất là khoảng 60 cây số. Thì người ta đi dự lễ cũng vậy, người ta dự lễ thì thật sự ra đâu phải được ngày nào cũng có lễ hay là chủ nhật nào cũng có lễ đâu, tại vì 37 giáo điểm mà hai cha thì cứ ông bà chị em cũng hiểu rằng là có nhiều khi phải cố gắng làm sao để sắp xếp có một thánh lễ. Mỗi giáo điểm là có một thánh lễ trong một tháng. Trong một tháng, nhưng mà là thánh lễ chủ nhật, nhiều khi là họ cũng phải cả nửa năm rồi họ mới được có một thánh lễ. Vậy thì một số giáo điểm, 5-7 giáo điểm họ tập trung vô một nơi, một trung tâm để mà một tháng các cha đến dân lễ một lần. Để trong 12 tháng là ít nhất đến được 12 giáo điểm chính. Cái đúng không ạ? Nhà không đến đến tất cả các giáo điểm luôn, nhưng mà nó không có vào ngày chủ nhật, ngày thường. Ngày thường thì như ngày thường mình dân lễ thì nó cũng giống như là lễ ngày chủ nhật vậy. Tại vì người ta họ không, người ta không có lễ ngày thường, không lại có lễ ngày chủ nhật, cho nên là ngày thường cũng như ngày chủ nhật. Và giáo dân họ có quý mến thánh lễ và họ rất là quý mê. Họ đi bộ rất là xa. Có nhiều người như mình nói là đi từ giáo xứ đi tới các giáo điểm thì nó cũng xa, là 10 cây số hay là 60 cây số. Rồi đôi khi thì đi bộ người dân thì họ đi chừng 3-4 cây số, 5-6 cây số, đi bằng theo phương tiện gì họ đi bộ rồi đi xe đạp, Có một vài người họ có xe gắn máy, nhưng mà rất là ít, cái đó rất ít mà người không đông. Nhiều khi là mình khi đi dân lễ, nhiều khi đi ngang qua cái vùng đó thì có xe pick up truck đó thì chở hết bao nhiêu người cũng lên trên xe chở xếp cá hộp. Vâng, vậy thì đó là cái tình cảnh ngay thời đầu tiên cha sang là cha đã thấy như vậy rồi. Đó là dân sống theo làng mạc, có đúng không ạ? Tanzania nghe giống như tạc răng, cho nên không biết là cái phim tạc răng nó lấy từ cái tên đó hay là cái nước đó nó lấy cái tên của anh tạc răng thì không biết. Cái nước đó là nước Tanzania, cái tên của nó là ghép lại với hai thứ, là Tanganyika là cái sông. Nó làm cách biệt, là gọi là nó làm cái vùng biên giới, nó ngăn cái đất nước Tanzania với nước khác. Nó chạy dọc từ bắc xuống nam và nó có liên kết với lại cái đảo nó gọi là Zanzibar, thì nó gộp lại khi mà họ giành cái độc lập á, thì họ gộp lại hai cái chữ Tanzania với lại Zanzibar nó thành ra là Tanzania. Vâng. Thì cái phim Tạc Giang mới ra đây, cha Hùng không biết, cha Hùng phải đi xem cái phim đó để thấy coi người rừng, người Tạc Giang, người vượng như thế có giống như là mấy người mà cha Hùng truyền giáo bên kia không. Nhưng mà rõ ràng là tình cảnh Phi Châu còn đau khổ, vất vả và thiếu thốn đủ điều so với quê hương Việt Nam của chúng ta nữa, phải không cha Hùng? Đúng rồi cha. Tại vì cái khu nhà của họ thì vẫn còn là nhà tranh vách đất, coi như vách đất mà mái thì là mái cỏ. Mái cỏ, nhà tranh vách đất mà thời tiết rất là nóng. Dạ, nóng. Mà rủi mà có ai rủi đi ngang qua mà hút thuốc thảy vào cái nhà tranh thì sao? Thì nó cháy hết cái mái thôi. Vâng, thì mới thấy là đây là cái chuyện người thật việc thật. Đó là chính cha Hùng đã đi truyền giáo được 8 năm trời ở bên đất nước Phi Châu, vùng Đông Bắc Phi Châu, Tanzania. Và cha đã nói tiếng Kiswahili thông thạo chưa? Dạ, thì bắt buộc phải dùng tiếng đó mà Swahili. Nói tiếng Kiswahili là tiếng phổ thông. Nhưng mà ở trong giáo xứ cũng có hai cái bộ lạc khác, là bộ lạc là Sukuma, thì họ dùng cái tiếng Sukuma, và cái tiếng bộ lạc nữa là Wataturu, thì họ dùng cái tiếng Taturu. Chắc là cũng một vài chữ thôi để chào quý ông bà anh chị em bằng cái tiếng đó. Vâng. Tiếng Sukuma buổi sáng á, thì họ chào nhau là Wangaluka. 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 Nghe được không ạ? Wangaluka. Đúng rồi. Vâng. Rồi cái tiếng chào mà người Wataturu á, thì họ nói Seiyu.
Giống như là cái bài hát là See You. See You, See You, cái đó dễ hơn đó. Dạ. Vâng. Và có chữ viết không cha Hùng? Dạ, họ viết thì viết những chữ ABC. ABC của mình, dạ, tức là nghe cái âm rồi viết xuống. Dạ. Phiên ngữ, giống như là phiên ngữ đó, transliteration. Dạ. Dạ. Và họ cũng học đọc học viết. Dạ. Và các cha truyền giáo như thế nào, có hữu hiệu không? Trong cái việc là dạy giáo lý và đúng rồi, trong giáo đem đức tin cho người ta. Giáo xứ thì rất là rộng, cho nên là cái người dân á, thì họ cần ngay chính cả thánh lễ họ cũng không đủ. Thì trong giáo xứ cũng có rất là nhiều giáo lý viên. Giáo lý viên đào tạo ra những người mà họ nhờ, cũng có gia đình mà họ làm việc giáo lý đó, họ dạy giáo lý thì mình. Nhưng mà họ dạy giáo lý, nói là dạy giáo lý mà họ không biết được, họ có cái lòng thôi nhưng mà họ không có được đi học. Cho nên khi mà qua đó một thời gian, khi mình quen tiếng rồi đó, thì tôi cũng dạy cho họ về Kinh Thánh, đồng thời là tạo cho họ cái điều kiện để mà họ cảm thấy cái lời Chúa nó rất là hấp, rất là thu hút, rất là hay. Cho nên là họ đi tới các nơi, họ giúp, một khi mà mình không có thánh lễ thì họ là lo về cái gọi là phục vụ lời Chúa. Vâng. Thì có 60 giáo lý viên, rất là đông. 60. Dạ, 60 mà họ làm việc thiện nguyện thôi. Vâng. Yeah. Và nói chung là đức tin của họ rất là trưởng thành và có thể là cánh tay đắc lực cho các cha. Đúng vậy. Yeah. Trong việc gieo rắc đức tin vào trong lòng của người giáo dân. Nhưng mà cũng có gặp cái khó khăn là ở bên đó cái cuộc sống, đời sống của họ là đa thê rất là nhiều. Cho nên nhiều khi giáo lý viên, nói là giáo lý viên nhưng mà đột xuất cái một thời gian cái khi mà họ chuẩn bị nghỉ hưu á, thì họ lấy một người vợ khác, cho nên ăn cái đó là cái đó là mình phải đặt là cũng khó khăn, cũng thử thách cho mình để... là retirement party cũng là second wedding hả? Thì đó là những cái tục lệ mà chúng ta sẽ được nghe các nhà truyền giáo kể cho chúng ta, và trong chốc lát chúng tôi sẽ đến với quý vị để tiếp tục chia sẻ đàm đạo thêm những công việc và những cơ hội để cho những người trẻ của chúng ta, những anh chị em đang nghe đài đây, khi mà Chúa cho thời gian, sức lực và phương tiện đầy đủ thì có thể chúng ta hãy đến mà xem để cảm nghiệm một lần những công việc truyền giáo, đặc biệt là tại đất nước Phi Châu. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong một ít phút nữa. Xin đừng rời máy truyền hình.